chào cả nhà thân mến, cả nhà ơi, hôm nay thì Nga đang ở tại Houston đi diễn show. Thì Nga cũng qua trước một hai ngày. Thứ nhất là tại vì mình đi show từ Atlanta qua đây á, thì cũng nếu mà bay về nhà thì là sẽ rất là mệt. Tại vì mình bay về Cali xong mình bay hoành lại đây thì rất là vất vả. Mà từ Atlanta mà bay qua tới Houston á, thì rất là lẹ. Nên là quyết định qua đây sớm. Qua đây sớm thì cũng tính đi khám phá cái này cái kia cho mọi người coi. Nhưng mà bị cái xui quá quý vị. Trời, ta nói nó mưa tầm tã luôn, không có đi đâu được hết. Và nằm ở nhà em search coi YouTube thì em phát hiện ra là wow, tôi đang ở Houston mà tôi đang rất là kết cái bạn YouTube này. Bạn đang rất là hot mà rất là dễ thương. Tại sao mình không có đến thăm bạn này và khám phá cái nông trại của bạn này ha. Một doanh nhân trẻ thành đạt ở tại nước Mỹ mà rất là đáng yêu, có cái giọng miền Tây chân chất đó. Nói gì là quý vị biết em đang ở khu nào rồi ha. Đó, nào giờ thì em cứ tưởng là Việt Nam mới có trâu nha. Bây giờ khám phá đây hình như là đôi vợ chồng trâu và có con trâu con nữa nha quý vị. Dễ thương quá luôn. Đằng xa hình như là không biết con đó con cừu hay lạc đà gì không biết. Mới nãy em thấy nó đang ị quá trời quá đất luôn. Mới vô mà gặp tôi chưa chào C2 gì cái là ị một bãi trước mặt tôi luôn. Hú hồn hú vía. Thôi bây giờ mình review đây sơ sơ ha. Giờ mình đi vô. Em biết chị Trâu này chị để ý em sao chị đi theo em nè quý vị. Em đi đâu chị đi theo đó luôn nè. Chị lẻo đẻo chị đi theo tôi. Come on baby. Come on. Come on baby. Chị chạy theo tôi, giờ tôi dí máy tôi quay lại chị không có chạy nữa. Rồi. Chạy nữa kìa, chạy nữa kìa, bà chạy theo tôi nữa kìa. Bà chạy bà dí tôi mọi người ơi. Trời ơi, thú vật nó dí em quá trời luôn. Mấy con này gọi là con gì ta? Mấy con cừu hay là con lạc đà hay con gì em không biết luôn. Nhưng mà gia đình chị Châu này chỉ theo em quá quý vị ơi. Sợ quá, thôi để đi vô đi. Không biết Châu này là Châu giữ nhà hay là Châu để cày ruộng. Không biết mà sao nó dữ quá, nó đi theo em nãy giờ luôn nè. Thôi bye chị Châu, em đi vô nha. Trời, ở đây có camera đàng hoàng nha quý vị. Camera theo dõi mọi người. Vì là chắc là chủ nhân ở trong nhà sẽ biết là ai đang tới phá nhà của anh ấy rồi đây. Wow, bước vô đây thấy hoành tráng quá nha. 8.000 chiếc xe tải đang đậu trước đây đây quý vị ơi. Đó, bà theo tôi nữa kìa, bà chạy theo tôi nữa kìa. Thôi tôi sợ quý vị, nó theo tôi quá nha. Trời ơi, tôi về đây tôi cảm giác tôi đang ở Việt Nam nha mọi người. Rơm rạ đồ. Vườn. Wow, từ xa thấy nha, thấy có mấy con ngựa vằn quá vậy ơi. Wow. Wow, này là ngựa hang. Gà qué. Chó rồi. Đủ thứ ở đây luôn. Trời ơi, gia đình mình nuôi quá, trời là gia súc gia cầm và thứ dữ không. Xa xa thấy mấy con ngựa luôn quý vị, ngựa vằn nha. Này ngựa thường nè. Rồi, thôi mình đi vô chổng đi, mình gặp chủ nhân đi, cái lo mà khám phá mấy vật này là thật luôn ha. Hello chị chó. Đất ở đây quá rộng luôn. Wow. Nhà hàng, nhà xưởng gì quá trời luôn. À đây chắc là nhà chủ nhân đây rồi. Cái nhà này nhìn là mọi người thấy quen thuộc cho mọi người. Vậy là sẽ vô đây
gặp gia chủ của cái đồn điền này ha. Bất ngờ không? Trời ơi, chị bất ngờ quá em ơi. Chơi. Mời vô nhà đi. Hai em nha. Dạ. Ủa, trước nhà hả? Em có mấy con trâu làm như nó mê chị, sao nó dí chị nãy giờ em? Vậy à. Nếu khách lạ nó có dí gì không? Em không biết nè, em chưa vô cho nó dí thử bao giờ. Trời ơi, nó dí chị chạy quá chạy luôn. Là ổng làm như là ổng nuôi trâu để canh nhà, không phải là nuôi trâu cày ruộng phải không? Dạ, trâu Mỹ ở đâu cài đâu, Mỹ có mấy cài hết rồi. Thì đó, bởi vì trâu này nó canh nhà quá trời quý vị ơi. Hôm nay thì Nga đột nhập vô khu dinh thự đồn điền của anh Vương Phạm nha. Là như tí em phải không? Dạ, con chào tí nha. Chào tí Nga. Dạ. Hôm nay Hân Hạnh là có một cuộc đột nhập bất ngờ. Nhưng mà rất là vui khi thấy là cả gia đạo đang ở nhà hết. Tí mời Thiên Nga ăn với tí miếng một chiếc nha. Có ăn gì chưa? Dạ, con chưa ăn gì mà thôi. Chút rồi ha. Một tiếng ta nấu á, ta nấu. Mới vô nhà chưa khám phá gì bắt ăn là sao trời. Dạ. Đây là bạn Vương Phạm nha, một YouTuber đang rất là hot ở trên cộng đồng mạng. Dạ. Thiên Nga rất là bất ngờ. Trời ơi, dạ. chị coi trên YouTube chị nghĩ em lớn tuổi lắm mà ra em chút xíu rồi giống như thư sinh vậy trời. Dạ, em giới thiệu với mọi người đi, em là họ tên sao rồi tuổi năm nay nhiêu vậy? Dạ, tên Vương. Dạ, tên Vương họ Phạm. Thì tại qua Mỹ này tên nó đổi lại tùm lum tùm la hết. À. Cái này ra đây chơi không? Có bà xã nữa kìa. Có bà xã nữa hả? Nè, ra đây. Hai em. Dạ. Em chào. Ôi, hai vợ chồng nhỏ bé xinh xắn quá. Dạ. Hôm nay chị đến đây để mà review khám phá cái khu ở của em nha. Dạ. Nha, Vương Phạm. Dạ, bà xã Vương Phạm giới thiệu qua tên tuổi luôn cho cộng đồng mạng khẳng định lần nữa nè. Dạ, bà xã tên là Brenda, tên tiếng Việt là Nhi thôi. Nhi. Tên tiếng Anh là Brenda. Dạ. Dạ. Đây cả nhà ơi, đây là tía của Vương Phạm nè. Rất là không mới vừa vô là... cái là chưa có làm gì trơn, tía bắt ăn mì rồi. Không ngờ cũng đầu tía là có được nấu cho Thiên Nga ăn. Quá. Dạ. Quá vui. Cảm ơn tía rất là nhiều nha. Ủa rồi cái món này mình mua hay là mình nấu ở nhà gì vậy tía? Mua chứ mình đâu nấu gì vậy. Giờ tía ham lại. Ủa trong cái khu nông trại này con thấy có nhà hàng nào đâu mà họ bán ta? Cũng gần gần mình mua, mấy đứa lính nó mua lên hôm qua đó. À mình mua trên Beo Le mình xuống đây hả? Đúng rồi. Đây dạ. Beo Le có 30-40 phút mà. Đúng rồi, có 30 phút chị cũng mới chạy xuống. Chị Nga ăn với tía miếng nha. Dạ dạ, thank you tía rất là nhiều. Đây. Xuống một cái gia đình mà tôi cảm giác tôi đang ở Việt Nam nha quý vị. Thấy nó thân thương gì đâu rồi. Luôn á, không có cảm giác gì là đang ở nước ngoài. Gì con đi xuống đây mà tới giờ mà chưa ăn gì hả? 12 giờ mà chưa ăn gì sao Thiên Nga? Dạ không, con thường con cũng ăn trễ lắm. Với dạ. Lại đi review cái trong lòng cái tự nhiên cái nó no ngang luôn. Vậy đó hả? Rồi, bữa nay là tía được nấu ăn Thiên Nga là quá hạnh phúc cho tía dạ. Rồi. Nhưng mà thấy tía nấu ăn cái tự nhiên cái con đói lại. Để ăn rồi xong bắt đầu mình đi review ha. Dạ. Ôi em, trước khi đi chị cho chị hỏi cái khu đất của em rộng quá hả? Dạ cũng được chị. Dạ. Tổng hết thì cỡ 300 mét vuông. Wow vậy dạ. Hả? Đó hồi em dẫn chị coi thú phía trước rồi dẫn vô rừng tham quan lấy xe rồi lội nước chạy vô rừng. Còn một cái rừng nữa hả? Thì phía đằng trước là nhà, phía sau là rừng. Ô trời ơi trời ơi. Lát cho Thiên Nga là dạ. lội hồ có cá sấu ghê lắm. Ô vậy hả? Con cũng có coi rồi. Con có thấy coi cái vụ mà sao mà xuống bắt cá sấu mà không sợ nó cắn hay thiệt đó chứ. Tôi nấu thêm miếng nữa bây giờ. Tôi bay hôm nay rất là vui nha quý vị. Dạ. Tới một cái không gian mà ta nói mà não dở miền Nam đó, Việt Nam ta nói là cái nhà đó là ruộng đồng mà cò bay thẳng cánh mà bay tới nơi mà con cò nó bay tới cái miếng đất đó là nó bay mà nó bay không hết mà nó chết giữa chừng á, là bây giờ em xuống nhà Vương Phạm em khẳng định nha quý vị, con cò mà nó xuống đây nó bay nha, nó bay giữa chừng là một nó mỏi cánh, hai là nó gãy cánh, nó chịu nổi chết cái đùng luôn. Đất gì mà nó rộng mà nó còn nói lát nữa đưa đi lên cái xe để mà đi khám phá nữa. Wow vậy thôi mình ăn cho có sức đi, lát nữa mình đi khám phá nha. Thank you em trai rất là nhiều. Không có nổi. Wow. Không có gì chứ.
rồi khám phá mấy con vật nữa nha quý vị ơi. Té đâu rồi? Không biết con bé chạy đâu rồi. Ồ, cái này ngựa nữa nè. Ngựa con phải không? Có, nó lớn rồi đó. Có, ngựa lùn phải không? Nó lùn vậy á. Ồ, gì hả? Cái giống này ngựa lùn quý vị ơi. Bả lùn có một khúc vậy, bả lùn như tôi vậy đó nha. Cao khoảng 1m1 vậy thôi đó. Nó dữ không? Nó không quen người, bây giờ nó vô nó đá. Thôi, em vô đi, chị vô nó đá, vô mặt chị cái chắc chết luôn. Phát hiện anh Dương này anh nuôi súc vật quá trời luôn. Còn mà mấy con này em, con này giá nhiêu em? Con này nó chừng 1.000 mấy 2.000 hả? À? 1.000 mấy 2.000 hả? À? Em nuôi nó từ bé làm sao? Em mua nó cũng lớn lớn rồi á. Vậy hả? Wow. Wow, trời dễ thương quá vậy. Con này có gì? Đây. Nó hiền không? Con lừa. À, con lừa hả? Lừa thường nó màu màu khác, còn con người nó màu trắng. Con này cởi được không? Được. Sao cởi nổi, nó nhỏ xíu cởi. Ôi, nó mạnh lắm á. Mạnh lắm. Ôi, hả? Lừa người ta gọi là con la đó quý vị. À, đúng rồi. Thường nó cũng bự lắm nhưng mà cái giống này nó nhỏ. Nhưng mà mình nuôi có một con sợ nó buồn không ta? Phải có một cặp chứ. Em có cả 20 con. Wow vậy hả? Mà tại sao con này mình phải nhốt vô chuồng một mình hơn nữa vậy? Sáng thả nó ra cho nó chơi, đó chưa nắng nhốt nó lại. Trời, vậy là cái thời gian em dành cho súc vật thì nghĩ cũng cả ngày rồi đó. Hay là có người khác take care cho mình không? 2, 3, 4 người. Vậy hả? Có 2 người làm chính và 2 người phụ nữa. Có nhiều quá trời luôn. Đây, trời coi đi. Thôi, đi vô đây mới biết hả? Quá trời con vật quá vậy. Wow, con này con gì em? Con fox, con trâu, con trâu bắt cực á. Nó cắn là nó cắn mình hay là sao? Nó nhìn nó y như một gà mà đi ngang qua chị biết không? À. Nó chụp đầu con gà nó lôi nó ăn nguyên con gà luôn. Nhưng mà nó nằm trong chuồng thì sao nó chụp được ta? Thì con gà lúc đầu vô ăn đồ ăn của nó. Cái nó giả bộ nó không biết gì hết á. Cái nó chụp thì nó đớp gà thì nó lôi vô trong nó ăn nguyên con gà luôn. Nó lôi vô được nguyên con gà luôn để nó ăn. Má ơi, nó dữ lắm. Nhà bà này bà cũng là gà mà lù phù quá, cái lù chạy đó là bà đó. Nó không có lù phù đâu, nó giả bộ vậy đó. Nó giả đi ngu ngơ vậy đó quý vị. Mà nó cắn một cái là chết tươi nha. Con này cũng y chang vậy luôn phải không? Con này cũng cái. Ồ. Nhưng mà nó cái màu lông nó khác nhau ha. Con này nó còn nhỏ, con đó nó lớn. Mai mốt nó lớn rồi nó cũng đổi màu giống vậy. Vậy là em nuôi mấy con này là mai mốt nó sẽ sinh nhiều con lắm ha. Không biết có đẻ không? Cái này là mình cũng mới nuôi đó phải không? Nuôi cũng cả năm rồi. Ủa mà em là sao mà em lại thích nuôi thú vật là hay là có một cái ý đồ gì không vậy? Cũng thích nuôi từ nhỏ rồi. Ồ vậy hả? Con mà bị bệnh là cho đi bác sĩ. Ồ vậy hả? Mấy con này hả? Rồi vậy là tiền bác sĩ cho tụi nó cực lắm à nghe. Chị thấy bạn chị nó nuôi có mấy con chó không mà trả tiền muốn chào máu luôn á. Ồ, ở đây có nước. Trời ơi, trang trại có bán nước. Chị chọc chơi á. Ồ, có tủ lạnh rồi. Để. Ồ, vậy hả? Trời ơi, quý vị ơi, em tưởng là đồ ăn cho người quá ra là đồ ăn cho thú nha. Chuối nho đồ. Chuối. Chuối là cho khỉ đúng không? Nho là cho nó ăn con sang mình trong nhà, chị thấy không? À. Trong nhà mình có bịch nho nhỏ, nho nó còn ngon. Còn cái này là cho con gì ăn? Cho mấy khỉ nãy á. Ủa khỉ ăn rau luôn hả? Dạ, khỉ ăn nho, rau đồ này. Còn dưa gan đó là con gì ăn? Khỉ ăn luôn, táo luôn nè, nó ăn sang. Nè, ăn gần hết rồi, cái thứ hai. Trời ơi, vừa đầu tư nuôi mấy bà này cũng có bộ tốn kém nha quý vị. Không có hề đơn giản như mình nghĩ đâu ha. Vui. Vui là chính đó, đúng rồi. Ở ngoài, coi mấy con hiếm gà con rồi. Wow, dễ thương quá nè. Ta rất là canh tác luôn quý vị. Ở dưới nuôi gà, trên nuôi thỏ. Thỏ này cũng không có gì đâu. Không mà nó cũng nhiều màu lạ em. Có màu nâu nè. Thỏ là ăn cà rốt thôi phải không? Ăn đồ ăn của nó chị. Ồ, cũng ăn đồ ăn của nó hả? Ngộ gì trời.
Nãy giờ tôi thấy là con thỏ ăn cà rốt không mà tưởng là nó ăn cà rốt. Ủa thấy cưng quá à. Nó quấn động sao xước lông à. Mình nuôi mấy con này là có cần license không em? Thì con thỏ thì không cần. Nhưng mà có những con, mấy con hươu cao cổ và mấy con này con kia thì cần. Có con này nó bị sao mà cái lông nó rụng mảng. Chắc cắn lộn á. Trời có bài thỏ con nó đẻ liên tục vậy. Đẻ nhiều. Ôi trời. Trời ơi con nó đẻ nè quý vị ơi. Ôi một rừng luôn. Nó đẻ liên tục luôn, nó đẻ dữ lắm. Ừ. Đầu tháng đẻ cuối tháng đẻ. Mấy con này nè. Vậy là bà có bầu có mười mấy ngày là bà đẻ luôn rồi đó hả? 30 ngày. Thì đó mình nói đầu tháng là đầu tháng nó vừa đẻ ra cái cuối tháng nó đẻ nữa. Quá trời quá đất luôn. Tổng cộng trong này là có mấy trăm con thỏ rồi. Thì cũng không có đếm nữa. Cái con đẻ thì cho tụi mẹ cho kiếm người cho mất. Gà đây là nó đẻ trứng cho mình ăn luôn không em? Dạ. Nó đẻ trứng là tụi em cũng không ăn, tụi em ấp cho nó ra con cái thải vòng vòng vậy đó chứ cũng không có. Đây ngựa nữa nha bà con cô bác. Mấy con ngựa này thì có con ngựa con này mới đẻ được chắc tháng mấy rồi. À. Đây là ngựa nuôi xong nó đẻ đó phải không? Ngựa con này. Ờ nó cực chưa? Cho chơi không? Ừ. Con này nó tiêu lắm. Này mẹ nó nè. Còn con này con. Ừ. Rồi cái giống ngựa lùng á, nó chỉ bự vậy thôi. Ờ. Nhưng mà nó mới đẻ mà thấy nó bự gần bằng má nó luôn rồi đó. Một ngựa nó có bầu khoảng nhiêu lâu nó đẻ em? Cũng 9 tháng á chị. Ủa cũng 9 tháng luôn hả? Yeah. Vậy bằng con người luôn 10 rồi. 10 tháng luôn á, 10 tháng luôn. Có thể 9 tháng, 10 tháng vậy em không biết nữa. Nhưng mà cỡ đó đó. Ôi, vậy là bà ngựa bà cưu mang cũng cực lắm nha quý vị. Cũng bằng con người luôn á. Con người thì là 9 tháng 10 ngày, bà cũng 9 tháng, có khi chữa trâu cũng 10 tháng vậy? Luôn. Dạ, coi mấy con khác nhiều con lắm. Đi coi tốc độ. Bên nào. Bên này là con đực phải không? Dạ, con này con cái. Không, chị nói cái con bên trường nè. Cái đó. Nhưng mà mình có thể nào cấy giống ngựa lùng với ngựa cao vô đường em? Được, thì nó đẻ ra ngựa... Nó lai ngựa... Nó đẻ ra ngựa bà. Ngựa đỡ lùng hơn đó, đỡ thì lùng đó mấy con bên kia đỡ lùng hơn. Cũng phải thay đổi gen cho nó chứ để nó lùng hoài kỳ lắm luôn á. Nắng quá nó có tinh lệnh nè. Đi bên đây cho đợi nắng. Chị có con lạc đà kìa. Hai con. Bữa hôm chị có thấy chị coi cái clip em nói em mua cái dây hột xoàn về cho con lạc đà đeo cổ đó. Tính cho bà. Này là kangaroo với lạc đà với ngựa lùng. Oh, trời ơi, mọi người ơi có con kangaroo nữa hả? Cứ tưởng ở Úc mới có ha, ở đây em có luôn. Hồi xưa mua nó bằng có 1/4. Đây là lạc đà nè. Nó thấy chủ nhân cái nó đi lại gần rồi quý vị. Ôi nó quen chủ nó quá luôn nha quý vị ơi. Cái hai em cầm nước ngọt nó lại đòi uống. Ừ. Đưa em để ra chút coi chị cho nó uống thử coi nè. Nó chịu uống không nha. Nè chị cầm cho nó uống đi. Nó hồi cho nó uống xong không cho nó uống rồi cái nó dí mình. Dí không? Đổ với miệng đó. Để không? À, mê uống. Con này con cái 24. Con cái hả? Nhút nó được không ta? Nó hiền. Ủa không, em có coi cái clip ông Dương Phạm đòi mua trang sức của ông Johnny Đặng về đây ổng không? Là anh Johnny Đặng phải không? Dạ. Ừ, về đây để cho súc vật nuôi cho sang quá luôn á. Ta thay vì tặng hot girl đi không, tặng cho súc vật luôn. Ủa nó uống quá nè em. Uống hết á, trời nó uống lần 3 chai luôn cũng được. Ê bữa nào cho nó uống bia thử coi nó xỉn chắc vui luôn. Cho uống bia thử ơi. Bữa nào lấy chai Corona tống vô miệng bả coi bả say chắc cười bò luôn á. Trời cái gì vậy bà ngoại? Bà cho trời nó tự lên. Nó tự luôn. Tự xử luôn. Trời bà ơi ghê không? Nó lon á bà nói. Mắc cười. Trời dữ luôn á, cưng quá à. À trời nó. Corona đầu cũng hói trơn nè. Là mày 38 tuổi rồi. 38 tuổi là mấy năm ta? Nó sống được cả 30 năm. Wow. 8 tuổi là 8 năm y chang mình năm, hả? Dạ. Ồ, tại vì chị nhớ là động vật là có mấy tháng là năm á. Như chó là 3 tháng 1 năm hay sao? Cái con ngựa lùng lùng bên đó là con bản thân của con ngựa. Đây, quý vị ơi, đây là bà ngựa lùng nha. Trời ơi, bà con ngựa này lùng nhất phàm. Quý vị ơi, chân bắn ngắn ngủ rồi.
Mà này mửa lùng nè. Mấy đứa con của em cũng bạn lên cửa. Bạn của diễn viên Hiếu Hiền nha quý vị. Hiếu Hiền cũng lùng lùng khúc. Em mình ngồi thử lưng nó được không ta? Yếu không? Ôi cưng quá à. Giống như con chó em xíu. Hay quá, em ra vườn thú mà nó không có đá vô mặt em quý vị ơi. Mấy em thấy mấy con trâu dí em quá trời xanh mặt luôn. Đây với chủ á. Có chủ á. Còn này là kangaroo như quý vị. Ủa tại sao mình phải đeo số vô này Vương? Số của mấy con bò hay để chích ngựa vậy? Ồ, vậy kangaroo quý vị ơi. À. Bên này là con cừu đúng không em? Dạ. Đúng hả? Đây, đi qua bên đó đi. Ok, ok cưng. Đây là bò. Chào bà uống xong rồi giờ bà đòi bà nữa đó là bà dí. Bà dí hả? Lúc nào cũng vậy. Căng luôn. Ôi, nhà này chơi chán cổ uống thì cổ uống vậy. Quá trời luôn. Em mua cái khu đất này lâu chưa? Mấy? 2 năm. Chưa tới 2 năm. Mới 2 năm mà em canh tác giữ rừng vậy đó hả? Đúng rồi, hôm qua. 2 năm là sao bắt đầu là mình cũng nuôi thú vật gì luôn hả? Dạ, hồi xưa mới mua thì cũng chưa có gì hết. Khu này là rừng luôn á chị. Ok, ok, bye bye. Ấy, có con chuột vậy? Trời, sao kì quá. Cưng quá. Dạ. Cưng quá hả? Dạ. Em con này con gì vậy? Nhi? Dạ. Con này con gì vậy? À, mấy con thú em không có gành. Chị hỏi. Con đó là con... mình thì mình gọi nó là cù không bú. Mình đem tên tiếng Mỹ của nó là Alpaca. Ồ, không lần đầu tiên thấy con này đó quý vị ơi. Ôi lạ lùng ghê chứ nè. Nhìn bá hiền quá ha. Hai anh à. Ủa này là khách hả? Ủa anh Lân hả? Dạ hai anh, nãy em cũng nghe Dương giới thiệu với anh rồi. Hân hạnh được gặp anh nha. Dạ. Hân hạnh được gặp chị. Ôi, bà dí quá kìa quý vị ơi. Cho bốn cái lon nước ngọt mà bà dí giống như là bà dí trai vậy đó. Trời ơi, con ngựa lùng này đi qua đây nữa hả? Đuổi nó qua bên đây. Lên. Trời ơi, nhiều con quá. Em, con này con gì vậy? Tụi con này con gì dễ thương quá nè. Sợ hả? Dạ. Trời ơi, nó đâu có dí đâu. Hôm qua nó cho nó uống 2 lon rồi nó. Nó dí nó đỏ. Theo tới giờ. Ủa ghê. Có bà đi theo kìa. Bà này bà dễ bị dụ lắm nha. Khách nào mà vô đây lén lén cho bà 3 lon nước ngọt là bà đi về luôn tới Hilton luôn á nha. Bà này dễ dụ quá quý vị ơi. Còn con này con gì mà đen thui nằm góc đây nè. Qua trời wow. Trời ơi. Mô Phật bà heo quý vị ơi. Sao vậy con? Có bệnh gì không vậy? Nằm. Ủa em nuôi nhiêu năm mà nó bự dữ vậy hả? Cái con này của chùa, người ta nuôi phóng sinh á. Cái giờ người ta đem gửi cho em, người ta cho em nuôi. Đây. Mà lúc em nuôi nó nhỏ hay nó bự? Nó bự vậy luôn. Mới đem về đây có mấy tháng. Trời ơi nó bự quá quý vị ơi. Còn con ở ngoài kia cũng bự cũng hơn con này. Bà cũng mới đi tắm sình về sao nè? Dạ chắc mới đi chơi về nóng mới nằm rồi. Rồi hằng ngày là bà cũng ăn đồ ăn của heo hả? Nếu mà heo rừng là nó có 2 cái năm đó em. Đó, lát thôi dẫn chị đi coi mấy heo rừng ở sau nhà nữa. Bà nằm một đống luôn. Thiệt đúng là hả? Đúng là heo ha. Ăn rồi nằm rồi ngủ miết vậy đó. Trời ơi, tôi qua đây tôi quá ấn tượng luôn. Chị ngoài đây đẹp hơn đọc TV á chị. Dạ, hai lần. Cái đó là nhiều người khen lắm, anh khen là thừa rồi. Nói chơi chứ trời hôm nay đi qua đây cho nó vui gì đâu luôn á. Quá trời. Tính ra chắc cả ngàn con ha. Tính gà các nhà con mấy thú bự bự 200 mấy con. Quá trời con lạ luôn. Cái con này là lần đầu tiên nghe thấy luôn nè. Cái lông nó gì hay là mình tỉa vậy? Tỉa đó. Mỗi năm cắt lông nó một lần. À. Hôm nay nó nóng quá là mình tỉa cho nó đỡ bớt á. Chứ thường nó có lông. Đó bà cái bà đái luôn quý vị. Bữa nay em vừa vô là có bà chào sân ỉa trước mặt em và bà này bà đái trước mặt em luôn. Cái này là cừu đúng không? Cừu. Con này. Nhưng mà cái lông nó mình có bán buôn gì được không? Chắc là phải tốn tiền để bán buôn gì. Ủa vậy hả? Một năm là phải tỉa lông cho nó xong hết 200 đô con á. Wow. Trời ơi. Đây có một bầy cừu luôn nha mọi người. Bà này cái mặt bà ngơ ngác, bà nai về sợ luôn á. Nhìn cái mặt thấy cưng với sợ không? Quá trời luôn quý vị ơi.
con cừu màu nâu nha quý vị. Cái gì lông nâu mà người đen. Dạ. Nó có cái bụng bự lắm nha quý vị. Bà này là giờ tôi biết cừu đực nè. Dạ. Quá trời quá đất. Ôi, em nhấn giá tào lao quá rồi đi lên trên đây. Mô Phật nãy giờ em đọc cái cừu quá trời luôn. Mà thôi kệ nó, ta nói là dẫm cái đó là có lọc. Cũng ráng đi. Ủa những cái cục nhỏ nhỏ này là phải ăn cừu nó ị không em? Đúng rồi. Ủa sao sao nó ị có chút xíu vậy hả? Đúng rồi. Nó y chang hột cà phê quý vị. Trời ơi. Đúng rồi, con dê với con cừu là nó ị giống vậy á chị. Trời cứ cừu nha quý vị. Nãy quay cái này. Mình nghiên cứu động vật, mình nghiên cứu cho hết em. Dạ. Quý vị ơi, những cái hột nhỏ này không phải là trái cây gì đâu nha. Tưởng trái cây. Không phải là quả cherry gì đâu hả? Cái gì blueberry đâu nha. Cái này là cứt cừu đó, trời ơi, nó nhỏ xíu à. Đó, mình đi khám phá mình phải làm cho nó chi tiết hiểu không? Để cho đầy. Mấy nửa ban ngày là dẫn nó đây cho nó chơi vậy đó. Bên kia nó kìa. Bên kia đó. Quá trời quá đất luôn. Bên kia nó hơi bên đây. Quá trời. Baby. Nhưng mà ở đây mùa đông mình đâu có tuyết đâu đúng không? Năm ngoái tự nhiên nó có tuyết quá trời. Rồi xong mấy con này nó làm sao? Mấy con cừu dễ thương quá nè. Dạ. Baby. Quá nhỏ xíu à. Cầm hiệp anh. Quá trời ơi, dễ thương quá hả? Cái này là cái giống nó gì hay nó chỉ giống? Dê. À dê, dê. Con dê nâu nâu dễ thương lắm. Ừ. Kêu lại kìa. Trời. Cầm hiệp anh. Nhưng mà mấy con này là con đúng không? Đây nè, đây nè. Con nó dễ thương lắm. Ừ. Con này nuôi nó cũng từ nhỏ. Bữa vô chợ cái thấy ảnh đi vòng vòng bơ bơ ngoài đường á, cái bắt về nuôi luôn, mua luôn. Ủa hả? Rồi mua bả bán nhiêu? Ta bán nhiêu? 100, 150 con này. À vậy hả? Ôi, cái bắt về nuôi luôn. Đây cả nhà ơi. À, tiếp tục chúng ta đi khám phá nha. Đây, quá trời thú vật luôn. Trời, cái miếng đất này. Ôi. 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 Gì nè? Bà đà điểu quý vị. Đà điểu nha. Có trứng không em? Nó có đẻ trứng không? Trứng thì cũng không có nổi. Nó ăn gì? Ăn đồ ăn của gà. Ôi, cái cặp giò bá kìa. Dài như siêu mẫu luôn ha. Bà này bà chạy cái là thôi á, chạy không lại bà luôn á quý vị ơi. Quá trời luôn. Con tắm bà luôn đi. Bà heo đang tắm bụng đâu, đồ heo. Đà điểu này có nhiều con không? Có 3 con đà điểu với lại mấy con emu cũng giống đà điểu á. Mà bữa lạnh con nó chết hết, nó chết hết 2 con. Vậy hả? Dạ. Yeah. Yeah. Như rồi mình căng được cái thịt của nó không? Chết rồi, ăn trộm. Mắc lắm, một con vậy thịt mà mua thôi, thịt trong cũng 6-7 ngàn đô á. Trời ơi, vậy hả? Bán thịt đó hả mày, em giờ bán con này là 6-7 ngàn thôi đó. Ừ. Ủa, quá ra không. Bây giờ xuống đây mới biết nha. Động vật ở đây toàn là đồ mắc tiền, giống như mình chơi đồ hiệu vậy đó. Có nhiều người ta có thú vui mua túi chà neo, ông này ông mua thú là cũng 5-6 ngàn con bằng cái túi hiệu luôn. Nhưng mà cái này là kinh doanh có lời, nó đẻ ra bán có lời. Còn bữa giờ em thấy còn tiền bác sĩ với ăn không chào máu không. Mình mua cái túi hiệu sau này mình bán đâu được đâu em, bán rẻ. Đây trời ơi, nguyên con heo nữa nè bà con ơi. Ồ, đây cũng một con nữa nè nha. Mấy cái dũng sình này là mình tự đào cho nó hả? Nó tự nó quét cho nó đó. Wow. Nó tự nó đào luôn. Yeah. Rồi mưa về cái nó có nước cái là thành cái chỗ cho bả đó phải không? Dạ, yeah. Cái con này nó cũng ghê lắm. Con này với lại con trâu nó tự nó đào lỗ cho nó. Nó tự nó đào lỗ cho nó ngăn nước đó không? Nó biết đắp lại nè. Ồ. Cho ngăn nước lại nè. Mới nãy chị vô chị thấy nguyên cái dũng sình chứ chị tưởng là em đào cho trâu ở chứ. Quá ra là trâu nó tự nó chơi luôn hả? Dạ. Yeah. Hay thiệt chứ ta. Thấy không, động vật nó cũng khôn thấy mồ nó cũng biết làm ổ làm chỗ. Nó trống quá nó nằm đây hả? Ừ. Bự quá ha. Hôm qua khám phá một bữa rồi hả? Ừ. Này là một cô gái cũng friend của Vương Phạm hả? Đi qua đây khám phá. Bạn của Vương. À là bạn Vương hả? À. À.
đây là mình khám phá rồi chết cha rồi, chương trình này chắc dài tập quá, thấy khám phá cái vườn thú không lại là muốn hết một tập rồi đó. Bên này là ngựa, chắc nãy chị coi rồi phải không? Rồi chị coi ngựa rồi. Dạ, con ngựa thì chị biết. Bình thường ngựa thì đâu cũng có mà. Nhưng mà con nào con ngựa đực, con nào con ngựa cái không biết không? Dạ, con này con ngựa đực, con ngựa lớn con nè. À ha đúng rồi. Con coi ngựa đực đó là coi nhìn với cái bụng cái ổn rồi nó đực á. Ba cái ngựa cái như quý vị. Rồi. Rồi bên đây là mấy con ngựa vàng ở đây. Thường mấy con ngựa vàng đó bên đây nè, sao mấy hôm nay mấy ông đổi qua đây nữa. Chắc cho nó mát thì sao. Hôm nay là mấy con ngựa vàng. Mấy ngựa vàng nắng quá nó chui vô trỏng rồi. Dạ, lát hồi đi ra ngoài kia mình coi nó cũng được. Ok cool. Sao về đây tôi thích quá à. Cảm giác nó dân dã mà nó dễ thương gì đâu trời. Wow, bố con này con gì vậy em? Con Limus, con tỷ đuôi khoan. Còn con baby của nó đâu ta? Baby. Rồi mai mốt em ráng nuôi nhiều nhiều đi rồi làm nguyên một cái zoo nhỏ cho ta đi tham quan cũng được á. Con này em vô là anh thoát lên cổ em nó ngồi liền à. Con này gọi là con gì? Ô cũng nó luôn đó phải không? Con này em nuôi từ nhỏ. Con còn nhỏ nó mới đẻ mà nó đâu mất tiêu. Ôi, trong này tổng cộng có mấy con em? Con nhỏ đó. Con này là 7-8 con gì em cũng nhớ. Rồi nó đẻ ra rồi em cũng không nhớ mấy con nó đẻ. Những cái con này là mình mua nó mắc không em? À, một cặp nó cỡ 10,000. Cái gì? Dạ. Ủa thiệt hả? Dạ, thì con đực với con cái. Nó là động vật quý hiếm sao mắc với người ta? Không, khỉ ở đây nó mắc, không biết sao nữa. Khỉ ở Mỹ thì nó mắc. Tại nuôi nó phải có license rồi các kiểu. Ồ, trời ơi, một cặp gì là 10,000 nha quý vị. Người ta giàu có, ta chơi hột xoàn. Ông Dương nhà tôi, ổng chơi thú vật nha. Wow. Không quen không ta? Nhưng mà bình thường thì mình cho nó ăn cái gì em? Nó ăn trái cây á chị. Nè nó ăn trái cây với lại nó ăn đồ ăn của nó, đồ ăn khỉ của nó. Ở bên này là đồ ăn của súc vật là nó có bán riêng mà. Dạ có. Đúng rồi. Đồ ăn của hươu của nai rồi có cái này. Còn cái cỏ này là mình cho ngựa ăn hả Vương? Dạ cỏ này cho ngựa với cho cầu ăn ở ngoài. Ồ. Dạ. Nhưng mà những cái này là mình cũng phải mua chứ đâu có đúng không? Mua, có khi mua, có khi em cắt ở phía sau. Cắt nó xong cái nuôi nó luôn. Ủa con gì? Con heo. Cháu đứng bắt hồi xưa nó bắt xíu mà giờ nuôi lớn luôn hả? Ủa vậy hả? Nó luôn giọng chị quay nhiều lắm. Mình đi vô coi heo nó quý vị ơi. Ủa vậy hả? Đứng ngoài thôi hả? Trời ơi, bả nè. Ủa bắt mấy con luôn hả? Bắt trong rừng hả chị? Bắt lúc nó còn nhỏ phải không? Wow. Tốn tiền ăn tụi nó. Trời ơi quá trời heo quý vị ơi. Heo rừng, ủa mà sao nó không có nanh ta? Thường heo rừng là phải có nanh á. Mấy con này nó không phải là cái loại heo có nanh nha. Con này chắc nó cũng hiền à. Cái con heo mà có nanh nó mới dữ. Nó dí mình dữ lắm luôn á. Công nhận nhà này chế hay lắm nha. Cái gì cũng biến thành chuồng, thành đồ mà. Cái nhà này ai thiết kế vậy tía? Tía. Rồi tía tự cắt sắt rồi đúng hả? Thì kêu mấy người nhân công người ta làm. Wow. Thấy không? Heo chưa? Oh. Nó đẻ. Mình nhốt giữa thì được heo cái đó. Ủa nó đẻ luôn hả tía? Hả? Nó đẻ luôn hả? Thì giờ mình đang cho nó đẻ nè. Nó chỉ chuẩn bị nó có bầu rồi đó. Ồ vậy hả? Ừ. Mèn ơi, nhà này có mát, làm mát tay nuôi thú vật ghê nha. Không? Nuôi con nào đẻ con đó quý vị. Đen thui ha. Em. Dạ. Có cái nhà bự cho bá lửa kia là em xây thêm hay là sao vậy? Dạ, xây thêm, xây. Xây ở hả? Dạ, xây cho khách. Rồi, tụi em cũng, tụi em thì ở trong cái mobile home. Khách có khách thì cho qua đó ở. Ồ, cái nhà đó là mình hoàn thiện chưa? Xong rồi. Ồ, gì hả? Dạ, giờ ơi. Thì em đang cho làm văn phòng đỡ tạm trong lúc em đang chờ cái này nè. Thì em cho nhân viên. Cái bên này thì là mình xây cái gì? Xây cái trước là cái văn phòng, ở phía sau là cái warehouse để đựng đồ.
Qua wow, trời ơi, quá giỏi luôn quý vị. Đây là một cái anh thanh niên trẻ mà ngay vừa đi một vòng thôi là rất là ngỡ ngàng. Thấy quá giỏi luôn. Cái sức làm việc của em là thiệt sự. Vô coi. Chị phục á. Vô coi chơi có không? Ừ, dạ, vô cái này coi là... khám phá chơi đi. Đây là nhà nghỉ cho khách nha quý vị. Mai mốt ở đây là gọi là cái khu để mà du lịch đó. Đây là một cái nhà giống như là cho khách từ xa tới tham quan là có chỗ nghỉ ngơi nha quý vị. Đây chó nữa em. Quá trời luôn. Coi qua nhà trước ơi. Đây là nhà cho khách ở. Là xây được nhiêu phòng em? 2 phòng, 4, 3, 7 phòng. Cái nhà này chắc nó làm cả năm mới xong quá ha. 6 tháng. Wow, giờ ở đây họ làm nhanh chứ ha. Tất cả đều bằng gỗ hết không? Không mà nhìn cái nhà này thấy mát nha. Đó. Đây là một ngôi nhà mà Dương Phạm rất là tâm huyết. Xây chỉ để cho bạn bè khách tới chơi ăn nhậu rồi về đó quý vị. Rồi còn bên này. Chị mới quay giùm cho. Ủa sao vậy, hái trái ớt này đưa cho ông chồng là ý nghĩa gì không? Kêu anh bỏ túi giùm em. Bỏ tối cái gì em đi ăn gì em bỏ vô. Tí đưa ra một định nghĩa giá bất thân. Con đang nằm phòng tí chắc ngoài là ngủ liền. Tí nhạy cảm với mùi quá. Wow. Dương Phạm này giỏi quá ha. Ổng qua có mười mấy năm mà ổng tung hoành chóng mặt luôn. Trời ơi. Siêu to luôn á. Đó chị chứ nguyên cái xưởng nguyên cái khung này mua nhiêu tiền? I don't know, không biết. Tiết lộ đi. Bao nhiêu? 200 ngàn. 100 ngàn hả? 100 ngàn hay 200 ngàn? Anh Như nhớ cái này nó là 100 ngàn. 100 ngàn nguyên khung. Là mình lấy cái khung xong họ về họ ráp cho mình. Đó, sau rồi mấy người nhân viên nó có em ráp luôn. Nhưng mà tiền ráp là tiền riêng đó phải không? Tiền ráp chắc cỡ 50-60 nữa. Trời ơi. Wow. Cái khung xưởng này. Ok. Nay chị vô đây chị án chừng đây cũng mấy chục chiếc xe luôn á Dương. Ờ. Em cho con số là ở đây có nhiêu chiếc xe vậy? Nó nhiều quá phải không? Nào em biết. Mà mất biết không? Wow. Quá rộng lớn luôn. Trời, hai vợ chồng quá giỏi luôn á. Em có phụ Dương gì không em? Phụ nhiều chứ. Vậy hả? Phụ Dương đi. Phụ Dương. Nhà ổng xài nhiều quá em phải giữ. Đâu, chị thấy nó xài đúng chỗ chứ. Thấy Dương không có cái gì mà xài hoang luôn á. Xài gì là có chủ đích hết á. Nãy giờ đi hết khu là biết là cái đầu của Him rất là thông minh luôn á. Giọng chân chất vậy thôi chứ cái đầu đồ sộ lắm nha. Đây là em tính làm cái gì ở đây? Xưởng cái chỗ mốt ở dưới là cái văn phòng xây dựng. Ở trên là cái văn phòng làm quảng cáo cái tiệm nail, marketing tiệm nail. Ở dưới đây là cái office xây dựng của anh Lân. Em mở một công ty xây dựng, anh Lân làm CEO công ty xây dựng. Ồ, trời ơi, nói chung đây là một ekip gọi là giống như là tập đoàn đó quý vị. Tập đoàn này rất là phát triển, rất là nhiều ngành nghề. Ủa là làm về cả nail nữa hả? Dạ, em làm quảng cáo cho tiệm nail. Cái đó nghề chính của em. Ồ. Em làm marketing cho tiệm nail. Ồ. Đây là cái xưởng. Cái xưởng này mình làm bao nhiêu lâu rồi? Chắc cũng đã 6 tháng rồi. Dạ. Vì chắc cũng gần xong á ha. Dạ, gần xong rồi. Là mình coi cái văn phòng của marketing ở trên. À có luôn rồi anh. Ừ. Vương em tính ra là em qua Mỹ nhiêu năm ta? 14 năm. 14 năm. Sao lại bạn? Chỗ sao bạn? Sao em học năm nào em ra trường nào chị chưa hiểu mà tại sao em làm em phát triển quá lẹ luôn á. Em bắt đầu làm từ năm 2010 2011. 20 2011 hả? Là em học xong high school cái em học college là em ham tiền quá em kiếm tiền luôn cái em không có đi học nhiều cả.
Trời ơi, không mà giỏi thiệt á. 14 năm mà bằng người ta ở 41 năm. Quá trời luôn. Đây là cái chương trình mà Thúy Nga khám phá những người thành công ở tại nước Mỹ nha. Trong này là Vương Phạm là một cái cậu rất là trẻ tuổi nha, mới 30 tuổi thôi mà rất là thành công luôn. Đây. Ủa trên này cũng chưa làm xong mà. Dạ chưa, thì sắp hoàn thành chắc 1 tháng nữa là xong. Ừ. Ở trên cái trần này nó có cái lớp gì ta? Lớp cách nhiệt cái chị. Cái lớp này là cách nhiệt tốt nhất á. Hiện giờ là cái nóng đúng không? Dạ, chống nóng nó dày. Em mua về tụi em xịt luôn. Cái này nó cách nhiệt cực kỳ tốt luôn. Nó giống như cái thùng nước đá của mình vậy. Nó cách nhiệt tới cỡ đó, chị thấy cái thùng nước đá. Nhưng mà nó có bảo hành được lâu năm không ta? Cái này chắc lifetime. Đời mình qua đi chắc nhiều khi cũng còn lại á. Chứ chưa có bị gì đâu. Nào bây giờ Nga có tưởng là cái miếng xốp làm sao? Cái này dạ. Nó hay ha. Cái gì nhìn hả? Tưởng cái gì không? Vỏ bưởi. Vỏ bưởi. Xịt sao mấy ông bưởi á. Hồi xưa em không biết gì về xây dựng hết á, cái em tự mua khung, tự mua sắt về rồi tự mướn người làm luôn. Tại vì tự học hỏi á, rồi làm. Rồi, chị đi vòng, chị giống như chị không biết gì lời gì để nói với em luôn. Mai mốt làm có kinh nghiệm mà thì em đi làm cho người ta, đi xây cho người ta hoặc là mình tự xây building cho mình. Ôi cái này chị thấy em cũng tự thân vận động, tự làm hết trơn á. Rộng quá ha. Cái chỗ này của em chị nghĩ là em xây chỗ này. Ô bên kia có cái xưởng gì nữa kìa. Khu công cổ, nhà của nó. Xây cái nhà cho. Hồi xưa là em xây cái nhà cho khu công cổ trước để mới có kinh nghiệm xây mấy cái lớn này nè. Ồ đây nè. Đây trời ơi. Nắng quá chịu nổi thôi. Quá nắng. Mình review từ xa đi, có bà Hưu cao cổ bà đang đứng bà dồn Thúy Nga kìa. Em con Hưu này em nuôi từ nhỏ hay là sao vậy? Em nuôi hồi nó 8 tháng. Là nó còn nhỏ xíu không phải không? Dạ không, nó cũng bự à. Dạ nó bự bằng 80% nhưng dạ. Mà con này mình mua mắt không em? Dạ, con này hồi xưa em trả 65.000 đô cho nó. Nữa? Trời ơi. 65.000 đô luôn hả? Dạ. Trời ơi. 65.000 cái tiền mua, cái tiền chở về 20.000 nữa. Thiệt đó chứ. Dạ. Nó cao quá mà xe nào mà vận chuyển nổi bả trời. Dạ, nó đi phải có bác sĩ đi theo mình lo chứ. Tới chừng nuôi thì cũng dễ như nuôi bò, nuôi heo vậy chị. Mà bà ăn cái gì? Ăn lá cây với lại ăn đồ ăn của nó. Nó ăn, nó có đồ ăn đặc biệt của nó. Trời ơi, vô đây mới biết cái gia tài khủng của anh Dương Phạm là súc vật nha. Con nào đụng vô cũng 5-6 ngàn, tới con Hưu là 65 ngàn luôn. Trời ơi là trời. Thiệt tình luôn. Con đực đó nó rẻ, con cái nó mới gấp đôi con đực. Mai mốt em phải tìm thêm con đực nó về cho nó sanh nở. Yeah. Không, con cái chứ, con này con đực rồi. À con này con đực, ừ. Em kiếm thêm con cái, con cái nó nhỏ hơn con đực. Ừ, mà nó đẹp quá à. Đẹp à. Cái vân á, cái vân của nó đẹp quá. Dạ. Là một mình ên bà ngủ trong cái nhà vậy luôn hả? Dạ, đúng rồi, mình nói trong cái nhà. Nhưng mà có bị nóng không ta? Có máy lạnh, máy sưởi. Trời. Đây cả nhà ơi, là Nga vừa ra đây để mà quay cái con Hưu này thì mới biết á là cái nhà của nó ở ha. Xây cái nhà này lên số tiền nhiều thì tôi không dám nói tại tôi nghĩ cũng lớn. Mà hàng ngày là phải mở máy lạnh cho bả nè, mùa lạnh là mùa nóng là mở máy lạnh mà mùa đông là mở máy sưởi phải không? Dạ. Mà cái nhà gì bi lớn gì là cái tiền điện cha. Nuôi dạ. Hưu cực hơn nuôi người nha. Không dám nói là nói cái vợ la nữa. Vậy hả? Con Hưu 65.000. Con thú vật nó mà nó mắc gì đó quý vị. Mắc hơn một viên hột xoàn diamond luôn nha. Thiệt tình luôn á. Em là em phải có cái đam mê lắm. Nhưng mà mai mốt là mình biến ở đây thành một cái công viên đi tham quan được á. Dạ. Ai, nặng quá nặng quá. Đi vô rừng chơi ha. Rồi giờ đi vô rừng ha. Dạ, dẫn mọi người vô rừng chơi. Dẫn chị Thúy Nga đi vô rừng chơi. Nói chung mà đi một vòng là xanh mặt luôn á. Thấy ông Dương này, ông nhiều trò quá. Ông vừa kinh doanh, ông vừa nuôi súc vật. Rồi ông vừa làm đủ thứ, kinh doanh, rồi quảng cáo, đủ thứ hết trơn á. Người thì nhỏ xíu mà cái đầu thì vĩ đại quá luôn. Vậy. Đi xe này luôn cho mát không? Hay muốn đi xe lội okay. Nước để lội vô rừng luôn? Không, em muốn đi xe nào cũng được.